Công dụng của quả vàng dành cho sức khỏe, nó là giảm được cholesterol. Cả thịt và hạt của quả vàng đều chứa rất nhiều canxi, giúp giảm đáng kể lượng cholesterol trong cơ thể. Ăn quả vàng thường xuyên giúp tăng được lượng cholesterol tốt mà là giảm mức cholesterol xấu. Đây là một điều rất tuyệt vời. Giảm viêm. Hạt của quả vàng thì chứa axit béo thiết yếu, đó chính là axit linoleic. Axit béo này giúp giảm viêm khắp cơ thể của chúng ta. Ngoài ra thì axit béo này cũng hỗ trợ việc giảm được lượng cholesterol xấu, giúp cải thiện làn da và mái tóc khỏe mạnh hơn. Thúc đẩy xương chắc khỏe. Quả vàng thì rất giàu phosphor, vitamin cùng với các khoáng chất tốt cho sức khỏe. Phosphor được biết đến là một trong những khoáng chất đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành xương và sửa chữa các tế bào trong cơ thể. Vì thế, ăn quả vàng thường xuyên là một cách giúp xương và răng chắc khỏe hơn. Cải thiện được hệ thống miễn dịch chống oxy hóa. Nhiều công trình nghiên cứu đã chỉ ra là hạt của quả vàng có chứa kẽm cùng với mangan. Đây là hai thành phần thiết yếu giúp cho hệ miễn dịch khỏe mạnh, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo và carbohydrate. Vitamin E có trong quả vàng thì cũng là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, chống lại sự tấn công của các gốc tự do gây hại cho cơ thể và loại bỏ chúng trước khi chúng gây nên các bệnh mãn tính nguy hiểm. Giàu vitamin và khoáng chất giúp giảm nguy cơ bệnh tật. Cũng giống như các loại hạt khác thì hạt của quả vàng rất là giàu chất xơ, magie và chất béo không bão hòa đơn, giúp giảm nguy cơ phát triển các bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, ngăn ngừa táo bón, thúc đẩy nhu động ruột và hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn. Sự hiện diện của kali trong quả vàng giúp điều hòa và kiểm soát huyết áp hiệu quả và hỗ trợ giảm khuyết tật cho thai nhi. Axit folate hay còn gọi là B9 có trong hạt quả vàng giúp giảm nguy cơ khuyết tật ống thần kinh bẩm sinh trong thai kỳ. Ngoài ra thì khoáng chất này giúp kích thích hình thành mô khỏe mạnh và tăng cường tế bào cho trẻ em và giúp giảm cân. Chất béo không bão hòa đơn và lượng chất xơ dồi dào trong quả vàng dễ dàng giúp cho bạn cảm thấy no lâu hơn. Điều này hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả hơn, đặc biệt tăng cường sức khỏe cho não bộ. Hạt của quả vàng thì chứa hai chất dinh dưỡng thiết yếu cho bộ não của chúng ta, đó là L-carnitine cùng với riboflavin, giúp tăng cường đáng kể hoạt động của não bộ, tăng cường hình thành neuron thần kinh mới và giảm nguy cơ hình thành bệnh Alzheimer do lão hóa. Tuy vậy, chúng ta cũng có những lưu ý khi sử dụng hạt quả vàng. Tuy là rất tốt, nhưng khi chúng ta ăn quá nhiều hạt vàng, do hàm lượng chất xơ rất là cao, khi tiêu thụ quá nhiều thì lại gây khó chịu cho hệ tiêu hóa, như là bệnh đau dạ dày. Đây cũng là lý do tại sao mà chúng ta cần phải uống nước nhiều khi ăn hạt của quả vàng. Bên cạnh đó thì nếu ăn quá nhiều quả vàng cũng dẫn đến là thừa vitamin E, gây nên tiêu chảy, đau đầu, mờ mắt và chóng mặt. Mặc dù hiếm khi gây nên dị ứng của những người của chúng ta, nhưng những người nhạy cảm thì vẫn có thể bị dị ứng với hạt của quả vàng. Triệu chứng của nó là khó thở và mẩn ngứa. Và đặc biệt nếu như đang dùng thuốc kháng sinh, thuốc nhuận tràng và thuốc huyết áp thì ăn hạt vàng có thể dẫn đến là tương tác do hạt vàng có nhiều mangan. Tốt nhất là phải có ý kiến của bác sĩ khi chúng ta đang dùng thuốc trị bệnh.